Rồi, thầy hỏi ra đến đâu ta trả lời đến đấy nhá. Ví dụ ra có chữ này thì đọc là gì ạ? Xin, đúng rồi. Âm Hán Việt là gì? Tâm, tâm nghĩa là gì? Tim, xin nó gọi là phần gì? À, nhớ không? Phiên âm Latin, đúng rồi. Tâm là âm gì? Hán Việt, tim là gì? Nghĩa tiếng Việt, đúng rồi. Thì xin đầu tiên là có phần thanh mẫu, chữ này đọc là gì? Đọc gì nhỉ? Si, đúng rồi. Chính xác, đọc là si. Tiếp theo là phần vận mẫu, là phần kết hợp âm còn lại, chữ này đọc giống tiếng Việt, ta đọc là gì? In, đúng rồi. Tiếp theo thanh điệu, đây là thanh số mấy? Thanh số 1. Ở nét ngang trên đầu chữ Y là thanh, chính là phần thanh điệu. Thì khi đọc thanh 1 ta lưu ý là đọc ngang, thì đánh thanh điệu trên đầu chữ Y là ta sẽ bỏ, rồi bỏ cái gì đi nhỉ? Bỏ dấu chấm Y nhá, không có cái dấu chấm trên đầu chữ Y nữa, lớp đọc ngang. Xin, Xin. xin, Xin. rồi đưa ngang tay theo thầy. Tiếp theo là định nghĩa về âm tiết tiếng Hán. Âm tức là âm thanh, tiết tức là các cái chi tiết trong âm thanh, được chia ra làm ba phần. Nhất là thanh mẫu, thứ hai là vận mẫu, và thứ ba là thanh điệu. Thì thanh mẫu định nghĩa là gì nhỉ? Là phần phụ âm đứng đầu âm tiết, là chữ đầu tiên. Hai là phần vận mẫu, là phần kết hợp âm còn lại, là phần ở phía sau thanh mẫu. Thanh điệu thì có mấy thanh điệu cơ bản? Có bốn thanh điệu cơ bản, ngoài ra còn có thanh gì? Thanh nhẹ. Rồi, mẫu thì nghĩa là gì nhỉ? Mẹ thanh là âm thanh. Âm thanh chính thì gọi là thanh mẫu. Còn vận là kết hợp âm đi cùng thì gọi là vận mẫu. Còn thanh điệu, điệu nghĩa là gì nhỉ? Điệu là điệu đà, đúng không? Điệu tức là nhịp điệu, tức là sẽ có độ cao thấp. Thì thanh điệu tức là nhịp điệu của âm thanh, được chia các độ cao từ 1 đến 5. 1 sẽ là thấp nhất, 2 là gì? Thấp vừa, 3 là trung bình, 4 là cao vừa, 5 là cao nhất. Thì thanh 1 sẽ độ cao là 5 năm, mình sẽ đọc từ cao nhất sang cao nhất, ta đọc ngang và đưa ngang tay này. A, A. Thanh 2 cái độ cao là 3 năm, mình sẽ đọc từ trung bình lên cao nhất, ta đọc từ dưới lên trên này. Á, Á. Thanh 3 cái độ cao là 2, 1, 4, đọc ở thấp vừa xuống thấp nhất lên cao vừa này. Á, Á. Thanh 4 có độ cao là 5 1, mình sẽ đọc từ cao nhất đọc mạnh đến thấp nhất này. Đọc lại từ chữ A kết hợp với các thanh điệu nhá. Thì mẹo là đọc thế nào cho đúng, ta nhìn dấu đánh như thế nào, ta múa tay theo như thế là đọc sẽ đúng này. A, á, á, á. U khi viết ta sẽ thêm các lưu phía trước và đọc nguyên u này. U, 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 u. Y khi viết ta sẽ thêm y dài phía trước và đọc nguyên y này. Y, ý, ý, ý. Đây là đọc đúng không? U Đây là A mà. A A U U U U I I Ỉ, I ỉ, I tay phải múa rồi đọc mới đúng. Cứ ngồi yên là đọc nó khó đúng lắm. Đúng kiểu mình hát đấy, mình phải lắc lư thì hát mới đúng rồi chứ. Ai ngồi yên đây này, quanh tay này hát thì hát đảng, hát quốc ca, hát khó đúng đấy. Ta phải có tính nhịp điệu mà, đúng không? Tiếp theo sang phần thanh mẫu là phần phụ âm đứng đầu âm tiết. Thì thứ nhất ta có âm môi môi, tức là môi trên phối hợp với môi dưới. O thì ta đứng một mình đọc là ua, đọc là ô, nhưng khi kết hợp với các thanh mẫu này thì đọc thành ua. Trong trường hợp này thì O sẽ đọc là U. B đọc giống chữ P tiếng Việt, thì chữ B này sẽ đọc là U. Không 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 cần phải ghi gì hết. Về in gửi giáo án thầy vừa gửi có cái nội dung này nha. Hôm sau cầm đi là được. Đọc này. U. Cua U. Cua P thì đọc nguyên P, ta bật nhẹ hơi này. U. Cua U. Cua M đọc nguyên M này. U. Cua Mua. Cua Âm môi răng này thì ép vào giống chữ phờ này, ta đọc phua. Cua Phua. Cua Âm đầu lưỡi lợi này thì e đọc thành ưa này. Giờ giống tờ nhá. Tưa. Cua Tưa. Cua Tờ giống thờ nhưng mà bật nhẹ hơi này. Thưa. Cua Thưa. Cua N và L giữ nguyên này. Nưa. Nơ Lưa. Nơ Lại nhá. Tưa. Nơ Thưa. Nơ Nưa. Nơ Lưa. Nơ Đó. Âm đầu lưỡi để cho răng hàm trên này, hơi ra giữa hai răng cửa nhá. Y đọc thành ư này. Z đọc chữ chờ này. Cắn sắt răng đọc là chờ này. Chư.
chữ 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 C vừa giống chữ chờ, giống chữ sờ, đọc giống chữ xì nhưng mà bật nhẹ hơi này. Sư. sư Sư. sư S là giống chữ sờ nhưng không bật hơi này. Sư. sư Sư. À, lại như nào. Cua. qua Cua. qua Mua. qua Cua. qua Tưa. qua Thưa. qua Nưa. qua Lưa. qua Chư. chữ Sư. chữ Sư. sư Ừ. qua qua mua qua tương thương nưa nưa chưa No, 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 no. chữ Đúng rồi. chữ Chữ này đọc xì, sư sư. sư Ừ. sư Đúng rồi, hả nào? Đấy. Tiếp theo, năm là âm cong lưỡi này. Y khi kết hợp âm cong lưỡi mình đọc thành ư nhá. ZH là giống chữ TR này. Đọc là chư. chữ Chư. chữ CH là giống TR nhưng bật nhẹ hơi này. Chư. chữ Chư. chữ SH là chữ sờ nặng này. Chư. chữ Chư. chữ R đọc cong lưỡi này, rư, chữ rư, chữ âm mặt lưỡi này, y đọc nguyên y này, di đọc bị chờ này, chi, chữ chi, chữ quy đọc bị chờ nhưng bật nhẹ hơi này, chi, chữ chi, chữ xì đọc nguyên xì nhá, si, C si, C bảy là âm cuống lưỡi này, e đọc thành ưa nhá, g giống cờ này, cưa, C cưa, C k giống khờ nhưng mà bật nhẹ hơi này, khưa, C khưa, C à, hát giống như khờ nhưng không bật hơi nữa, khưa, C khưa, C lại nhận, khưa, C khưa, C khưa, C à, đọc đồng thanh như nào, chư, C chư, C chư, dư, chi, chi, si, cưa, khưa, khưa, chữ 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 ư chi chi si cưa khưa cưa ừ, thế nào chuẩn chuyện. À, tiếp theo sang phần vận mẫu là phần kết hợp âm còn lại. Thì A ta đọc nguyên A này, O đọc thành O, E đọc là ưa, I đọc là gì? Ư, E, R đọc là R, A, I đọc như tiếng Việt là ai, đúng không? Các lớp đọc đọc như tiếng Việt nhá. Đọc này, A, O, ưa, ư, R, I, A, ao, âu, an, ân, an, ân, ung, y, gia, do, dê, dô, gen, in, giang, yên, dung, u, qua, qua vua, qua quay, quay, qua quan, qua quân, quang, qua quân, qua u có hai chấm mình đọc tròn môi này, duy, duy duê, duyên duyên, duyên duyên. duyên Ở lớp đọc đồng thanh là a, a tiếp o ưa ư a o O E qua 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 Ừ, học chính này. AO. O A O ưa ư a ai ấy áo ấu an ya yao Yeah. ye ye yêu yan yin yang yin yun u qua wo quay quay quán quấn
quan quân quý duyên 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 Cuối cùng duyên duyên duyên, đúng rồi, đọc như tiếng Việt luôn đấy, không bây giờ đọc tiếng Trung đâu, đã làm gì đâu, đã học tiếng Việt đây đây. Cách viết phiên âm Latin nhá, khi vận mẫu i u i một vùng, ta lưu ý là i ngắn là thêm i dài, u thì ta sẽ thêm w, còn uy ta sẽ thêm i dài và bỏ cái gì nhở, dấu hai chấm. À, đây cùng đọc này, i u uy nào. Còn khi vận mẫu bắt đầu bằng iui được phía trước mà không có phụ âm đầu, tức là không có thanh mẫu, thì i ngắn nó sẽ chuyển thành chữ i dài, đây là i đứng một mình nhá, i ngắn thêm i dài này. Các vận mẫu ấy, các vận mẫu nhá, bắt đầu bằng chữ i, khi viết thì chữ i này nó sẽ viết thành chữ i dài. Đây đọc i ya yo ye yo yen in yang in yung. Còn U ta sẽ chuyển thành W, V ta sẽ thêm i dài và bỏ dấu hai chấm. À, đối với trường hợp chữ U, đây là U đúng một mình thì U thêm W. Còn các vận mẫu bắt đầu bằng chữ U thì U sẽ viết thành chữ W. Đọc U, U, qua, qua, ua, qua, quay, qua, quay, qua, quang, qua, quân, qua, quang, qua, quân. qua, Còn duy ta sẽ thêm y dài và bỏ dấu hai chấm này, duy duy, duy duy, duyên duy, duy. duy. Còn vận duy đứng sau thanh mẫu chi chi si, khi viết là ta nhớ bỏ hai chấm trên đầu. Nó đánh vần cho thầy này, chi duy duy chi duy duy si duy duy. Lưu ý XU đọc là suy nhá, đừng có đọc nhầm là su rồi tiếng Việt nhá. Đọc lại này. Suy, suy, suy. Còn vận mẫu y đứng sau thanh mẫu nưa và lưa, khi viết thì ta không bỏ dấu hai chấm. Đọc nguyên. Nưa, nuy, nuy, lưa, uy, lui. Còn vận mẫu ưa thì thường đọc là ưa, nhưng khi mà đứng sau thanh mẫu lưa, tưa, nưa và mua thì ta đọc thành ơ. Đây là một dạng biến âm đặc biệt của bốn chữ này. Đánh vần này, lưa, Lừa, ơ, ơ, lơ, lầm, có nghĩa là rồi này, tưa, tương, ơ, lầm, tơ, ơ, nghĩa là của này, nưa, lầm, ơ, ơ, nơ, lầm, có nghĩa là thì sao này, mua, mua, ơ, ơ, mơ. lầm. Trong từ cái gì thì gọi là sẩn mơ. Trước sự sẩn mơ là cái gì? Thì xua sẩn mơ nói cái gì? Tiếp theo thanh mẫu sư, như này đứng một mình ý, sẽ đọc là sư x ư. À, nó sẽ có hai dạng đọc, lúc thì đọc là chờ, lúc thì đọc là sờ. Cái này có hai dạng đọc nhé, thì đa phần là sẽ đọc là chờ, chờ chờ, đọc chữ chờ đúng Việt đấy, nhưng mà ít phần thì sẽ đọc là sờ. Trong trường hợp nào sẽ đọc là sờ? Thì khi âm sư này đi kết hợp âm i âu ưa thì ta đọc rõ là âm sờ như thế. Đánh vần này, sư ư sử, âm Hán Việt là thứ, nghĩa là lần. Sư ung súng, âm Hán Việt là tòng, nghĩa là theo này. Sư ưa sửa, âm Hán Việt là sách, nghĩa là quyển. Đọc lại này, sử súng sửa. Đấy, còn ít có các phần còn lại sẽ đọc là chờ, thì cái này vào chữ thì sẽ nói cụ thể hơn. Tiếp theo vận mẫu yêu quê quân là cách viết cơ bản. Nếu phía trước có phụ âm đầu nên là có thanh mẫu, khi viết ta sẽ bỏ nguyên âm chính ở giữa đi. Ví dụ người về hay bị nhầm thì chúng ta sẽ học thuộc các chữ này luôn. Lưa này, đánh vần với yêu này, thì khi viết ta sẽ bỏ âm âu ở giữa. Đánh vần nhá, lưa Lưa, yêu yêu, thì đọc là gì? Liêu. Và tưa lưa, quay quay, thì đọc là tuây. Rồi lưa lưa, quân quân, đọc là quân, luân. Đấy, ta lưu ý là ở giữa nó bỏ nguyên âm chính đi nhá. Đọc lại này, liêu liêu, tuây quân, luân. quân. Rồi thì để tránh nhầm, dễ nhầm, chúng ta sẽ đọc luôn và thuộc các âm này. Đọc này, yêu Yêu, miêu, miêu, đây là các âm kết hợp với chữ yêu nhá, miêu miêu, tiêu. miêu.
Liêu, Liêu. liêu, Liêu. chiêu, Chiêu. chiêu, Chiêu. chiêu, Chiêu. quay, Quay. quay, Quay. quay, chơi, chơi đọc hành chờ này, chơi, Okay. chơi, 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 quay, 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 quân, tuân, tuân, luân, xuân, xuân, đọc hình chờ nhưng bật hơi nhé, xuân, 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 Quan xuân, quân, quan quân, quan quân, quan đúng rồi. Bây giờ ta mở cái bảng này ra và kết hợp ra trong quyển sách màu trắng từ A3. Bây giờ quyển sách màu trắng từ A3 đấy không? À, đúng rồi. Các bạn online có mở đấy nhá, các bạn online các bạn nào hôm nay mới không nhỉ? Không có đúng không? Mình từ Uyển Khanh em chuyển học trực tiếp học online vâng ạ. không? Ok, À không, ý là em vẫn đến lớp sau ấy ạ. Hôm nay thôi. hôm nay em học buổi thứ mấy rồi? Buổi thứ ba. Ok, buổi đầu rồi còn mời em đọc. Rồi bây giờ ta đọc nhá. Ta đọc cột dọc là cột A này trước này. Đấy, là cột gì nhỉ? Cột A là cột gì? À, thành mẫu. Hành mẫu, đúng rồi. Hàng ngang thứ nhất là hàng ngang gì? Vận mẫu. Rồi hàng ngang thứ hai tức là kết hợp giữa thanh mẫu và vận mẫu. Ta đọc toàn bộ cái bảng này nhá. Bảng này có rất nhiều ô bỏ trống, tức là trong tiếng Trung không có âm nó kết hợp được với nhau. Khi đọc nhuần nhuyễn cái bảng này thì chúng ta sẽ đọc tất cả những chữ phiên âm Latin trong tiếng Trung, và chúng ta kết hợp với bốn thanh hiệu nữa là ra hàng vạn hàng nghìn chữ, học mãi không hết được. Thì trong tiếng Trung nó không khó như tiếng Anh, nó có quy luật về mặt phát âm nhưng không có quy mặt không có quy luật về mặt chữ viết. Chữ viết chỉ có học học vẹt, học theo bộ thôi, chứ không thể nào mà có quy luật được. Nhưng âm đọc thì lại có quy luật giống như tiếng Việt của chúng ta, đó là chúng ta đánh vần ghép hai âm lại với nhau là đánh vần thường. Rồi bây giờ chúng ta đọc toàn bộ cái bảng này, và khi chúng ta giao tiếp với Trung Quốc đấy, như không không nói được, không biết được chữ Hán hoặc là đọc chữ Hán không hiểu, tôi biết chuyên Latin họ vẫn hiểu bình thường nhé. Đó là một cái thế mạnh dùng được cả hai, vì bản thân người Trung Quốc họ cũng vẫn phải học phiên âm Latin như chúng ta, như chữ tiếng Việt chúng ta. Rồi cái lớp cái phần này đọc hơi nhanh một chút, chúng ta cứ đọc theo được là được nhá, có thể đọc đồng thanh cùng với băng cũng được, ta chỉ vào. Quan trọng là khi đọc vào tay là lấy cái bút chỉ vào, đọc đến đâu chỉ đến đó để chúng ta nhận diện mặt chữ. Nó là tạo thành một dạng ngôn ngữ, là gì, chúng ta phải biến cái không quen thành cái thói quen, tức là phản xạ không điều kiện nhìn thấy cái chữ đấy là đọc được luôn chứ không ngồi đánh vần nữa. Chúng ta phải chỉ vào là như vậy. Rồi ta cùng đọc nào. Ngủ, pua, Mua. thua, Mua. mua, Mua. phua, Mua. tưa, Mua. thưa, Mua. nưa, Mua. lưa, Mua. chư, Ừ. chư, Ừ. sư, Ừ. chư, Ừ. chư, Ừ. sư, Ừ. rư, Ừ. chi, Ừ. chi, Ừ. si, cưa, khưa, khưa, duyên mủ, a, ô, ưa, ư, r, i, a, ao, âu, an, ân, ăn, ân, ung, y, gia, giao, dê, dâu, yên, in, yang, yên, dung, u, qua, quơ, quay, quay, quan, quân, quang, quân, duy, duê, duyên, duyên, sân mù, ủy, duyên mù, ba, bua, bay, bay, bao, ban, bân, bang, bân, bi, biao, bê, biên, bin, bing, bu, pa, pua, pai, pay, pao, pâu, pan.
Pân, Pân, Pang, Pân, Pân, Pi, Piao, Pie, Pien, Pin, Ping, Pu, Ma, Mua, Mơ, Mai, Mây, Mau, Mâu, Man, Mân, Mang, Mân, Mi, Miao, Mê, Miêu, Miên, Min, Miên, Mu, Pha, Phua, Phây, Phâu, Phan, Phân, Phang, Phân, Phu, Ta, Tơ, Tai, Tây, Tao, Tâu, Tan, Tang, Tân, Tung, Ti, Tiao, Tê, Tiêu, Tiên, Tinh, Tu, Tua, Tuây, Toan, Tuân, Tha, Thưa, Thai, Thao, Thâu, Than, Thang, Thân, Thung, Thi, Theo, Thê, Thiên, Thiên, Thu, Thua, Thuây, Thoan, Thuân, Na, Nơ, Nai, Nây, Nào, Nâu, Nan, Nân, Nang, Nâng, Nung, Ni, Nheo, Nhê, Nhiêu, Nhiên, Nin, Nhang, Ninh, Nu, Nua, Noan, Nui, Nuê, La, Lơ, Lai, Lây, Lao, Lâu, Lan, Lang, Lâng, Lung, Ly, Lia, Leo, Lê, Liêu, Len, Lin, Liang, Linh, Lu, Lua, Loan, Luân, Luy, Luê, Cha, Chưa, Chư, Chai, Chây, Chào, Châu, Chan, Chân, Trang, Trân, Trung, Chu, Chua, Chơi, Choan, Chuân, Cha, Xưa, Sư, Chai, Chào, Châu, Chan, Sân, Trang, Trân, Xung, Chu, Chua, Chơi, Choan, Chuân, Xa, Xưa, Sư, Sai, Sao, Sâu, San, Sân, Sang, Sân, Sung, Su, Xua, Xuây, Xoan, Xuân, Tra, Trưa, Trư, Trai, Trây, Trao, Trâu, Tràn, Trân, Trang, Trân, Trung, Chu, Choa, Chua, Choai, Choay, Choan, Chuân, Choang, Cha, Chưa, Chư, Chai, Chao, Châu, Chan, Chân, Chang, Chung, Chung, Chu, Chua, Choai, Choay, Choan, Chuân, Choang, Sa, Sưa, Sư, Sai, Sây, Sao, Sâu, San, Sân, Sang, Sân, Su, Xoa, Xua, Xoay, Xoay, Xoan, Xuân, Xoang, Rưa, Rư, Rao, Râu, Ran, Dân, Rang, Râng, Rung, Ru, Rua, Rây, Roan, Run, Chi, Cha, Chào, Chê, Chiêu, Chen, Chin, Chàng, Chiên, Chung, Chuy, Chuê, Chuyên, Chuyên, Chi, Cha,
chào, chê, chiêu, chen, chin, chăng, chinh, chung, truy, chuê, chuyên, chuyên, si, xia, xiao, xê, xiêu, xiên, xin, xiang, xing, xung, suy, xuê, xuyên, xuyên, ca, cưa, cai, cây, cao, câu, can, cân, cang, cân, cung, cu, qua, cua, quai, quây, quan, quân, quang, kha, khưa, khai, khao, khâu, khan, khân, khang, khân, khung, khu, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang, kha, khưa, khai, khây, khao, khâu, khan, khân, khang, khân, khung, khu, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang, a, ưa, r, ai, ao, âu, an, ân, an, y, ya, yao, ye, yêu, yen, in, yang, yên, dung, u, wa, wo, wai, wei, wan, quân, quang, quân, duy, duy, duyên, duyên. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần luyện viết lại bảng bộ cho thầy. Chúng ta lấy cái quyển tập viết bảng bộ ra, nhưng bạn nào ta viết hết được quyển đấy rồi thì chúng ta chỉ cần như thế này, ta lấy quyển vở ta viết theo thầy là được. Đến phần tập viết thì ta mới viết vào. Đây thầy sẽ mở ra cho ta dễ tưởng tượng hơn một chút. Đây, nó mở quyển bảng bộ này ra, phần photo bảng bộ ra, đúng không? Hôm nay em nhìn vào đây nữa, cái này cũng thiếu một số bộ, ta sẽ bổ sung sau. Thế còn ở đây, chúng ta sẽ mở quyển luyện viết bảng bộ ra, ra in cái quyển đấy chưa? In nó viết rồi đúng không? Chăm chỉ lắm. Cảm lắm. Đây là quyển bảng bộ đây, Đây, nhìn biết đây mà. đây cái tập viết đây rồi. Đây, biết đây mà. Đó. Các Đó. hiểu luôn. Tôi đi hỏi bác nhé. Cái này con lại viết mất rồi, đây là chính là cái này. Biết đấy. Rồi, ok, ta mở quyển tập viết bảng bộ ra nhá. Này không phải đi Dạ mở vâng, quyển không đây. em cần nhé. Đây đây, viết rồi Vâng, đây. em biết đây. Viết thì cố gắng là căn bốn cái ô này nhé. Ô nó rất là bé, mình căn bốn cái ô to này thành một cái ô vuông lớn. Nhá. Tôi phải đi. Rồi. Ok. Nhớ ghi mà nhớ không rơi nhá. Dạ vâng. Rồi đúng rồi, lấy cái quyển này là đúng rồi. Rồi, bây giờ ta viết lại phần bảng bộ cho thầy. Lần lượt đầu tiên bộ thứ nhất là chữ nhất, đồng thời là nét ngang lại, ta cứ nhớ là nhất là được số một. Thì đọc cái này là gì đã, y nằm ngang là y, ở giữa ô vuông ta viết một nét ngang cho thầy giống như thế này. Này, giống như thế này. Đây, đây là ô vuông đúng không ạ? Thì giữa ô vuông tôi viết một nét ngang chính giữa ô vuông. Rồi, viết đi. Đúng không? Mở này ra nó cũng có. Đối chiếu luôn. Nó mình hiểu Trên kia luôn. không có. Đây. Đấy. Nó tương ứng nhau hết mà. Rồi, đấy là chữ Y. Tiếp theo, ta viết nét sổ. Giữa ô vuông tôi viết nét sổ cho thầy. Ở đây thì không có cái phần mô tả đó, ta cứ viết giữa ô vuông viết nét sổ. Sổ thẳng đúng không? Nét sổ thì đọc là sủ. Đây, trên này có trong quyển bảng bộ nhưng thiếu mất cái đấy. Lớp đọc phải là sủ. Sủ. Viết nét sổ rồi. Đây, hôm nay là được. Ghi luôn vào đây, ghi luôn vào sách cho nó dễ, không không phải ghi chép, không không cần đâu, cứ nhẩm nhẩm đọc, mình còn viết nhiều lắm, không phải viết có mỗi một lần đâu.
còn đi rồi lại không cần phải viết, chỉ cần là ta viết tiếng Trung ta đọc theo là nó tự nó nhớ. Để ta tập trung vào vấn đề viết chữ thôi, và hơn nữa là chúng ta phải tập nhận diện mặt chữ không có phiên âm, chứ không là ta không phải ta cứ đọc cái là ta phải nhìn phiên âm. Đến lúc mà tiếng Trung ấy họ chỉ viết mỗi tiếng Trung mà không biết phiên âm đâu, mà mình nhìn thấy mình phải đọc thật chính xác. Và tiếp theo ta viết thành dấu chấm thì đọc là tiễn, nét chấm thì ta viết từ trên xuống dưới nhá, không cuối nét chấm thì ấn nó một cái từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và ấn nhẹ nó một cái, tiễn là nét chấm. Biết là vợ đúng rồi, chính xác, giữa ô vuông nhá, chính giữa cái tâm ô vuông nó chấm một cái, đúng rồi, rồi chính xác, tiễn nét chấm thì đọc là tiễn. Rồi. Nếu một dòng ta cố gắng viết đầy đủ một dòng như thế này. Không kịp thì mới bỏ cách cho thôi, không kịp thì cứ viết đủ một dòng. Tiếp theo ta viết nét phẩy nào, nét phẩy âm mình viết là phiệt, đọc là thỉa. À, lớp cùng đọc thỉa. Thỉa. Thì nó giống như dấu phẩy ở tiếng Việt của chúng ta thôi, nhưng ta miết một cái xuống ở cuối ta vẩy bút một cái nhá, vẩy bút một cái. Để trên đậm dưới mờ chứ không được viết là đậm đều đâu nhá. Đúng không? Không phải viết giữa ô vuông, đừng có chạm với đường ngang với cùng. Tất cả các chữ Hán bao giờ cũng phải nằm giữa ô vuông, không được chạm với đường ngang dưới cùng nhá. Ta viết một dòng đi, viết một dòng. Thỉa. Thế nên là thầy khi học ấy, thì thầy bảo chúng ta làm đủ bài tập, chứ thầy cũng bảo chúng ta ôn đi ôn lại nhé. Ôn là trách nhiệm của thầy, trong cái chương trình học thầy sẽ sắp xếp để chúng ta sẽ gặp lại những cái chữ đó theo cái lộ trình, thì chúng ta có đừng có quay lại ngược lại chúng ta ôn làm gì cả, cứ làm đúng như thầy về nhà tập viết lại là được, không ôn nhá, ôn nó sẽ mất thời gian vào cái gì, vào việc học cái mới. Bây giờ thầy dạy cái mới chúng ta lại không học cái mới, đi ôn cái cũ thì làm sao mà học được cái mới. Rồi còn sau này ta học xong chương trình thì ta ôn lại tính sau. Tiếp theo ta có từ ất là vị trí thứ hai trong kanji. Đây ta sẽ có ngang, gập, uốn, móc. Đây, giống như hình tập viết đây thì dễ nhìn hơn này. Này, bạn nào chưa viết thì viết vào đây để thấy. Này, ngang, gập, uốn tròn và ấn bút, móc lên. Nhớ nhá, ấn bút, móc lên. Qua đoạn gập, đoạn móc mình phải ấn nhẹ bút xuống. Thì chữ này đọc là ỉ, âm tiếng Việt là ất, là vị trí thứ hai trong kanji. Tôi cùng đọc ỉ, ỉ. Đúng rồi, ấn nhẹ bút xuống. Ta phải móc thẳng lên nhá, em ấn bút thì chuẩn rồi, ấn này, ấn nhá, ấn nhá, uốn tròn này, ấn này, vẩy lên đấy. Viết cho đẹp không thế nào? Đúng rồi đấy. Viết chữ này đúng rồi này, các chữ này thì nó hơi bị xiên xiên lên này, nó không được chạm đến đường ngang dưới cùng nữa nhá. Thì rồi. Rồi. Rồi, thế thầy chuyển thì ta cũng chuyển theo để tập trung vào cái phần thầy giảng. Lớp cùng nhìn này. Ở đây ta có xét sổ móc. Sổ này, ở đây đoạn gập mình ấn nhẹ bút mình móc lên nhá. Sổ ấn nhẹ bút móc lên thì sổ móc người ta cũng đọc là sủ. Lớp cùng đọc sủ. Rồi, lớp viết chữ sủ. Tiếp theo ta có từ nhị là hai, ngang ngắn ngang dài đọc là ọ. Ta đọc mạnh xuống ọ. 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 À, tiếp theo chấm này, xong rồi ngang ngang bên dưới cuối nét ngang là mình nhớ ấn nhẹ bút xuống để đầu đuôi nó đậm bằng nhau nhé, chứ không được vẩy tay nhé, vẩy tay trên nét thất.
Thì ta có bộ chấm đầu, bộ chấm đầu đọc là gì nhỉ? Thấu. Đoán thấu, đúng rồi, tờ đọc thành thờ, thờ thâu sắc thấu, lớp cũng đọc thấu. Thấu. À, lớp viết chữ thấu như thầy nè, chấm này ngang. Đúng rồi. Chấm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đúng rồi, phải chấm như thế, đúng rồi. Em có biết ngang thẳng không, còn ngang xiên đấy đâu, trên hình như trên xiên đúng không? Ừ, biết thẳng biết thẳng à? Ok rồi, tiếp theo ta có từ nhân là người, phẩy này, giữa nét phẩy tương đương nét mác, thì nét mác viết thế nào cho nó đẹp? Nét mác đây, nét mác ta phải đưa chéo này, thì đưa chéo nhá, cái đoạn gập mình ấn nhẹ bút giống như nét móc ấy, chéo này ấn nhẹ bút nhưng mà lại phải vẩy ngang ra, vẩy này chéo này ấn nhẹ bút và vẩy ngang ra. Ta có từ nhân là người, đọc là rấn, ta cùng đọc rấn, rấn. Theo ta có từ nhi là về nhi đồng, phẩy này, sổ uốn tròn và móc lên, ta đọc là gì ạ? Ở, lớp cùng đọc ở, ở. Ví dụ từ nhi đồng nó gọi là ở thúng, ở thúng là nhi đồng, đúng rồi. Nhi, à, lấy với chữ nhi như này. Đây, theo cách tập viết là sẽ là phẩy này, không sổ uốn móc. Đấy, nhớ là uốn thì không được ấn bút nhưng móc thì phải ấn bút. Uốn nó tròn mà. À, cái bên chữ R này là nhi. Tiếp theo, tôi biết không? Viết đi, viết đi, chúng ta phải viết đi. Nhìn không nó không nhớ được đâu, bởi vì là thầy sẽ hướng dẫn ta viết từ cái dễ rồi đến cái khó. Chúng ta đợi đến cái khó không viết là không viết nổi đâu. Thiếu nét móc. No, 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 no. Sao lại móc vậy? Phẩy đúng không? Uốn tròn này, ra đây, ấn nút cái móc lên. Đấy. Đó. Đúng không? Trong ô vuông em biết bị nhảy ra ngoài ô vuông một tí rồi, không được chạm vào bốn cạnh của ô vuông và ô lý đâu. Đó, rồi ok thế nào, chúng ta đều biết rất tốt đấy, cố gắng nhẩm nhẩm thuộc luôn. À, còn bên bị thiếu vấn đề nó móc rồi nha. Đây này, vậy này uốn tròn rồi nhá, ấn bút vậy lên nha. Đấy, thiếu mất viết bổ sung đi, viết hai ba chữ đi. Rất nhiều bạn viết là bị thiếu với nét móc nhá. Đấy, thì mỗi cô mỗi uốn không đưa ngang không móc lên là lại thiếu, ta nhớ là phải móc lên. À, ấn bút móc lên. Rồi, ta sang từ tiếp theo. À, thầy bảo next tiếp theo, ta sang viết sang từ tiếp theo. Đây. À, qua chữ này thì con viết ra bên này nhé. Là cứ viết chữ ru vào đây đi. À, tiếp theo ta có từ nhập là vào, phẩy này như nét mác lại trường qua đầu nét phẩy nhá, nét mác trường qua đầu nét phẩy. Ta có từ nhập là vào, đọc mạnh nào, có gì? Ru, ru, đúng rồi, viết ru. Ru cái viết như sau, phẩy này nét mác trường qua đầu nét phẩy. À, nhớ là nét mác là phải đưa chéo ấn bút và vẩy ngang. Ru, ví dụ nhập môn chẳng hạn, nó gọi là ru mấn. Ru mấn cửa tức là bài học nhập môn, đúng không?
đây nhìn cách viết thì cách viết khó viết nhá, đừng đừng viết sát thế này, viết cao lên một tí, nằm lơ lửng giữa ô vuông không, căn làm sao nó nằm lơ lửng giữa ô vuông, đúng không? Đấy đúng rồi đấy, tôi chưa Em có đàng đây viết hoàng hơn đấy. được. Nhưng em bị cái này bị cong lên này, vẩy ngang ra thôi nhá, vẩy ngang ra thôi nó sẽ đẹp hơn đúng không? Đấy. Nếu mà cái kêu khó đã học nó bảo khó, toàn nghe dân đồn nó khó lắm, khó lắm rồi này này, Nhưng mà chúng ta học tiếng Trung mà lại như kiểu tiếng Anh là nó khó, ta phải học tiếng Trung như kiểu tiếng Việt thì nó mới dễ, vì tiếng Trung với tiếng Việt nó là một, chúng ta phải gắn liền với nhau. Thế thì học tiếng tiếng Trung thì bây giờ lại cứ học từ vào là rủ, vào là rủ, thế là xong rồi không nhớ được, mà ta phải nói là gì, vào ấy thì là nhập, nhập là nghĩa là nhập, vào thì là rủ, ví dụ ta sẽ nhớ ngay từ là nhập số liệu đúng không, nhập môn đúng không, thì nó sẽ chính là chữ ru này đấy, ví dụ ru zi chẳng hạn là nhập chữ đấy, kiểu như vậy, ru su su zi tức là nhập số liệu đấy, thì thông qua âm Hán Việt thì chúng ta mới dễ dàng hiểu được chữ Hán đấy, và học chữ Hán như thế thì chúng ta phải học từ dễ đến khó đấy, chúng ta nhảy cái chúng ta học cái chữ nó 5 đến 10 nét xong rồi nó viết nó không viết nổi thì học cái gì, viết thì nhảy cả ra ngoài đấy, thì từ cái cơ bản đó chúng ta đã bị rối rồi thì học nó mới khó, nhưng mà chúng ta học đúng dễ ra là học tiếng Trung rất dễ, nên là không được học tiếng Trung theo kiểu tiếng Anh nhá. Rồi tiếp theo bây giờ đơn giản hơn này, phẩy mác không chạm vào nhau, chúng ta sẽ được chữ bát ở số 8 là có gì, còn ba cả lớp cùng đọc ba, nãy giờ căn có 2 nét không mà nhiều lúc căn còn khó đấy, nó là căn đến chục nét trong cái ô vuông đúng không? Rồi viết phẩy mác nào, căn sao cho thật chuẩn đấy, không được chạm vào nhau, đúng rồi, có phải tô vào đấy, tô vào đấy chính xác. À, em phải viết liền ô, không được cách một ô ở giữa như thế này. Thấy chưa? À. Các ô nó đứng sát sát nhau mà lại không giống như là sát nhau. Nếu chúng ta nhìn thấy cái chữ ở trên chùa mình cứ dọc từ trên xuống, có phải nó cách một ô đâu, nó viết liền nhau chứ. Ta viết y hệt như thế. Cứ để ý một tí là được thôi mà. Đúng rồi. Và để tôi hỏi một chút nhé, 80 gọi là gì? 30, 88. 30, 3, 18. Thứ ba là được rồi, thứ ba là được rồi nhá, thứ ok. Rồi tiếp theo ta viết bộ khuynh nó về khuôn khổ, sổ này ngang gập ấn bút móc lên, sổ ngang gập móc đọc là trung, chi ung trung, lớp cũng đọc chợ, người đọc chợ ung trung được, trung Chung trung chung ING đọc giống âm ung tiếng Việt này. Trung. Không nhấc bút. Đã, em viết lại nào. Đúng rồi. Sổ này, ngang ấn bút sổ xuống, ấn bút móc lên, ấn bút. Đấy. À, đúng rồi, chỗ gập móc phải ấn bút nó mới nhọn được. Em viết hình tròn này đúng không? Sổ này. Ấn bút, ấn bút. Đúng rồi đấy. À, xong viết hai cái trái phải nó dài dài bằng nhau một chút, đừng để là cái cao chân cao chân thấp xấu, bây giờ chúng ta đang làm nghệ thuật thì đã, vừa là học chữ vừa học nghệ thuật vừa học tính cân đối của chữ, cái nét tương quan là nét này với nét kia. Ở con viết ở đây đi, viết đây viết đây, nhanh nhanh nhanh, viết thì chung cơ mà, ngang gập móc, rồi tiếp với cậu bên cạnh đi, nào viết đi con, viết đi nhanh, không thấy không chờ kịp đâu, các bạn khác học xong các bạn phải học tiếp. Tập trung vào nhá, thịnh vượng nhá. Rồi tiếp theo, rồi thịnh vượng chuyển sang chữ này cho thầy đi, thịnh vượng thôi để bảo chuyển cái là dừng cái chữ đấy lại, nhìn lên đây tiếp này, ta có nét chấm này xong rồi ngang móc này, chấm nhá xong rồi ngang móc, thì đây là bộ mật, nó về bí mật, ta sẽ đọc là mỉ, ta đọc mạnh như này, mỉ mỉ, rồi chấm nào xong rồi ngang móc à. Đây đây không có đây Đâu đi đây thuộc đây 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 mờ đây cái đây gì đây đây à à à rồi rồi cái rồi này là rồi y cái này là ư, thôi
Ok, à, không hiểu hỏi ngay, đúng rồi, chính xác. đọc là Vậy đi ư đấy, con. học đọc lại rất là Ờ. Cái cột đấy là ư, cột đấy là y. Ừ. Phẩy xong rồi ngang móc là bộ mật, nó về bí mật. Vừa viết vừa đọc nhá, vừa viết là miệng phải đọc, đầu óc suy nghĩ. Ừ, đấy. Tay vừa viết miệng đọc, tay vừa viết miệng đọc. Đó, để ý nhá, tập trung nhá, không được nghịch nhá. Thế nào, bộ băng nó về băng giá này, chấm này. Nét đầu tiên là nét chấm nhá, nét thứ hai là hất từ dưới lên trên. Lớp lưu ý nhá, nét thứ hai làm sao nhở? Hất từ dưới lên trên, ta có bộ băng nó về băng giá đọc là pin Pin. 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 Là lớp viết bộ chấm băng như này. Chấm này, con nét thứ hai hất từ dưới lên. Vẩy từ dưới lên. Đúng rồi. Đấy, thầy có sức lưu ý là như vậy. Pin. Tiếp theo ta có từ kỷ là mấy, đọc là chỉ. À, chỉ đây, cách viết chỉ như thế này, có chữ tập viết luôn, nhìn vào đây, phẩy này ngang gập uốn tròn và móc lên, tổng là hai nét. Chỉ có nghĩa là mấy, lớp cùng đọc chỉ, âm hợp viết của nó là kỷ, nghĩa là mấy. Chỉ mấy là mấy, mấy cái, đúng rồi, chỉ cỡ. Ví dụ như hỏi là bạn ăn mấy cái, mì chứ chỉ cỡ, cơ là lượng từ cái. Đó. Chỉ nhớ móc lên. Tiếp theo ta có bộ khảm nó về há miệng, sổ ngang không sổ thẳng xuống, lớp cùng đọc khản khản. Nờ lớp viết bộ khảm, sổ ngang không sổ thẳng xuống. Cái này không có những phần tập viết thì ta viết ra ô nó trống thì ta viết, nhớ là có phải viết là được. Bộ đao nó về cái dao, đọc là gì? Tao. Ừ. À, phẩy này ngang gập móc, ở bên trong là bộ đao đứng, cũng đọc là tao, nhớ là giờ đọc thành tờ nhá, đọc ngang này. Tao Tao. tao Tao. viết được không? Cất cái thẻ cẩn thận nó rơi mất. Cho vào cà phê.
Rồi, ta viết thêm bộ đao đứng và cái ô trống đi. Bộ đao đứng thì cũng đọc là tao nhưng mà là sổ móc. Sổ, xong rồi sổ thẳng xuống rồi móc lên. Cũng là bộ đao đứng. Sổ ngắn. Sổ ngắn trước, xong rồi sổ móc sau. Tiếp theo, bộ lực nói về sức lực ta đọc là gì? Lì, đọc mạnh thế nào? Lì. Lì. Ở đây là phẩy với cả ngang gập móc là nó cắt nhau. Ta viết từ sau nó phải cắt nhau nhá. Đấy. Ngang gập móc này, không phải phẩy. Lì. Ngang gập móc trước, xong rồi phẩy sau. Lớp nhìn cách viết của chữ lì này, ta nhìn lên đây. Đấy. Ngang gập móc trước, xong rồi mới phẩy. Lì là lực. Vậy thì nhân lực ta sẽ gọi là gì? Dẫn lý, đúng rồi, tức là sức lực con người gọi là nhân lực lý. Quen rồi. Rồi tiếp theo ta viết xong bộ bao, nó về bao bọc. Lớp cùng nhìn lên đây. À, thầy bảo nhìn lên là chúng ta nhìn lên, đừng cứ cúi xuống, quay lại là không biết được đâu. Phẩy này, sau đó ngang gập móc đọc là bao, đọc ngang này, không phải là bao mà là bao, bao, là bộ bao, nó về bao bọc. Qua việc học bộ này đồng thời ta luyện phần phát âm luôn, nên ta lưu ý đọc đúng chính xác phần phát âm. Vì nó chỉ là chữ đơn nên đọc rất dễ đúng, nó chưa phải chữ ghép. Đấy, vừa viết vừa đọc là như vậy. Bao là vừa viết vừa đọc. Không viết được. Phẩy con không phải hất từ dưới lên trên. Phẩy từ trên xuống dưới. Thịnh vượng, phẩy từ trên xuống dưới. Đúng rồi, con cứ hất từ dưới lên trên là sai. Đó. Viết đi, viết nhanh đấy. Cầm cái bút mãi chả viết, lúc thì viết cơ bầm bầm bầm. Rồi. Tiếp theo ta viết bộ tỷ, nó về cái thìa đọc là tỷ, lớp cùng đọc tỷ. Phẩy này, ngang gập cuốn móc. Tiếp theo là cái bộ phương mới về tủ đựng. Ngang này, sau đó sổ ấn bút đưa ngang đọc là phang. Phang. Ngang trước.
Giờ chúng ta có từ thập. Giờ tôi viết nhanh lên. Ngang từ trái sang phải, và cứ đưa từ phải sang trái là viết lại nó ngang mình đây này. Với chữ phang ngang. Đây. Con mình viết thế này này. Đây đây. Ngang này. Ngang. Tổ ngang này. Cái không vẩy cái từ bên này sang nhé. Là sai đấy. Thấy chưa? À, viết lại thử thế nào. Lại sai rồi, ngược lại nào. Ngang, rồi thế. Tổ ngang. Không nhấc bút. Rồi tiếp theo là viết từ thập là số 10, đọc là gì? Thứ. À. Ở phía xong rồi, ở dưới bé viết chữ tập đi thế này. Vượng viết đi. Ngang. Sổ. Rồi, thứ tiếp theo ta có bộ bốc nó về bói toán đọc là gì? Củ, đúng rồi, sổ, xong ta chấm một cái bên cạnh, ta cũng đọc củ. À, thì ta sửa như này cho thầy nhé, cái này nó viết phiên âm bị sai, viết thành bô này là sai. À, ta sửa thành chữ O, thành chữ U và thành ba đi, củ nhé. Ta viết chữ củ cho thầy đi. Bốc cũng về bói toán, đúng không? Rồi, tiếp theo. Ta viết bộ tiết nó về dấu ấn đọc là gì? Chía. Nó cùng đọc chía. Chía. Thì cái chữ chía này ta không viết nét sổ trước nhá, mà ta viết ngang gập móc trước. Sau đấy sổ sau. Ngang gập móc trước. Ngang từ trái sang phải nhá. Đúng rồi. Chía. Tiết nó về dấu ấn. Tiếp theo ta có bộ xưởng nó về công xưởng ngang xong rồi phẩy một cái đọc là chẳng. À, đọc chẳng chẳng rồi viết xưởng như này. Yeah. Ngang mà mới phẩy. Ngang không phẩy. Tiếp theo bộ tư nó về riêng tư. Phẩy gập chấm đọc là sư, đọc ngang là sư. Sư. Ừ. Vâng. Bộ tư, ta viết bộ tư đi. Phẩy gập chấm. Sư. Rồi, tiếp theo. Ta viết bộ hữu nó về sự lặp lại đọc là gì ạ? Yêu. Yêu, đọc mạnh như này, yêu. 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 Thì thao tác viết như thế này. Ngang gập phẩy, ở đây là nét ma. Này. Ngang gập phẩy trước và mang sau. Ta nhớ tô chữ màu đỏ này trước nhá. Tô chữ màu đỏ này. Vô.
nhiều. Tiếp theo, ta viết bộ ngôn, nó về ngôn ngữ. Ở đây ta có chấm này, ngang, gập, sổ, móc lên, đọc là dén, âm en, không phải dán nhé. A N đọc thành en này, dén. Chúng ta có thể ghi vào I A đọc thành en, dén. Đứng một mình nó đọc là an, I an, I an en đọc là dén. Không phải. Nó vẫn nhớ được là tốt rồi. À, chấm trước, ngang gập móc sau. Lên phần này ta viết ra ngoài, dén. Bộ ngôn, bộ này rất hay gặp những chữ liên quan đến ngôn ngữ lời nói. Cứ ngôn ngữ lời nói là có chữ bộ ngôn này hết. Diễn. Rồi, bộ ngôn này được viết ra từ chữ dén ở trong ngoặc này này. Ta viết luôn cái chữ dén ở trong ngoặc này. Thì cách viết chữ dén ở trong ngoặc này như sau. Chấm ngang là bộ chấm đầu đúng không ạ? Xong dưới là hai nét ngang thì là chữ nhị, dưới nữa là bộ khẩu. Tức là chấm đầu nhị khẩu là cũng thành chữ dén. Đó là cùng đọc dén. Đây là chữ dén, là chữ ngôn. Theo từ ngôn ngữ chẳng hạn, người ta gọi là ủy dén. À, âm Hán Việt là ngữ ngôn, nghĩa là ngôn ngữ. Dễ. Rồi, bộ tiếp theo ta viết là bộ ấp, nó về Gò Ấp đô thị. Cả lớp nghe thầy mô tả một chút nhá, ta nhìn lên đây. Ngang, gập, uốn, móc, ta viết giống số 3 cho thầy. Viết giống số 3 cho nó dễ tưởng tượng, sau sổ luôn một cái. Thì bộ ấp mình đọc là Ỉ. À, cả lớp cũng đọc Ỉ. Rồi, cả lớp viết bộ ấp cho thầy. Viết cái số 3 trước, xong sổ xong. Rồi, từ ấp này này được viết ra thì chữ nguyên bản của nó là chữ y này này. Đấy, ta viết chữ y như thế. Trên là bộ khẩu, dưới là chữ ba. Chữ ba nói về họ ba thôi, ta nhớ là khẩu ba là chữ ấp, nó cũng đọc là y. Đấy, ta viết bộ ấp mình cho thầy theo các bước viết như sau. Thử vẽ lại xem nào. Về sớm à? Ok. Nhớ xem lại video nhé. Ok.
Ngang gập sổ ngang uốn móc y không khó. Đấy, bắt đầu 7 nét mà, tổng có 7 nét. Mà viết ở trong một ô vuông không phải đơn giản, cứ vẽ đi thôi, dần dần sẽ quen. Nên có quyển tập viết kia mà cũng dễ hơn, em xem quyển tập viết kia đã viết lên từ up chưa thì mở ra viết. Đúng. Rồi, tiếp theo là có từ nải, nghĩa là quả là, đọc là nải. Nải. Lại. Đúng rồi. Quả là cũng ngạc nhiên đấy. Ngang gập uốn móc nó cũng giống số 3, xong ta đưa nét phẩy là được. Nải là bộ nải. Thế bộ nữ đằng trước là chữ sữa đấy. Rồi, từ bên bộ nải này đã. Nải. Trong quyển bộ nhưng không có bộ này đâu. Nó thiếu. Người ta viết ra ngoài cho thầy đối chiếu không thấy thì viết ra ngoài à. Xem lại video không? Viết đi em phải viết đi, nhiều cũng viết, viết để quen mà, làm sao mà viết cái mình thuộc hết được từng này được, có thành thần. Thầy gửi lên trên nhóm cái phần bảng bộ bổ sung của đấy, chúng ta in lại là được, gửi riêng nghe em. Chúng ta phải viết đi, cứ vừa viết vừa đọc đi. Em đang muốn viết cái nhớ ngay ấy, không viết được đâu, làm sao làm thế được. Viết mãi thì nó mới nhớ, đi mãi nó mới đến, nhưng còn lâu. Thì nếu mà không viết thì không nhớ được, không dùng được, không tiếp cận được với chữ Hán đâu. Tiếng Việt mình, chúng ta đấy là chúng ta biết tiếng Việt thôi, chúng ta nhớ tiếng Việt, chúng ta học đến cả mấy năm rồi lên chúng ta mới nói tiếng Việt chứ dễ đâu. Mới viết được tiếng Việt đi. Này. À, cứ biết làm thì cứ bình tĩnh, không được tham sân si, không được vội vàng là học nó thuộc ngay được đâu, mà thuộc dễ thế. Rồi, tiếp theo ta viết từ lơ nào, âm tiếng Việt là liễu là rồi. Ngang gập móc và sổ gập móc thì coi đoạn gập đoạn móc mình nhớ ấn bút xuống. Đây cái viết chữ lơ đây, nhìn cho dễ. Ta cùng đọc lơ. Ngang gập móc này, sổ gập móc. Vậy tốt rồi, tôi gọi là gì? Học lớp. Khảo lơ là viết lơ. Sau này những chữ này sẽ là những cái nền tảng để chúng ta học rất nhiều chữ khó hơn. Nó là bộ mà. Lơ. Trong chưa tính vượng. Ừ, à, ok. Tiếp theo ta viết sang bộ khẩu nào. Bộ khẩu nó về mồm miệng đọc là gì? Khẩu. Bây giờ ta sang bộ ba nét thì đúng không? Khẩu ba nét này. Sổ này, ngang gập và ngang đóng. Nhớ là ngang đưa từ trái sang phải nhé, vượng nhá. Đúng rồi. Khẩu sang ba nét. Rồi, kế tiếp ta sang bộ vi, nó về bao bọc đọc là gì? Quấy. Ừ, cách viết bộ vi cũng giống như bộ khẩu nhưng ở đây nó có điểm khác, đó là có nét móc. Đó, cùng nhìn này, sổ này, ngang gập này, và đoạn này nhớ móc lên sau đó ngang đóng, đọc là quấy. Rồi, lớp viết chữ quấy nào. Làm sao anh biết? À, có nét móc với cả chữ bộ vi bao giờ nó phải có một cái nội dung gì trong bộ vi, không đúng một mình à, nó không đúng một mình, an tâm nó không đúng một mình. Ta cứ viết xong rồi sau này trong khi gặp chữ chúng ta sẽ ôn lại học lại xong, nói là thuộc lầu lầu chứ không ai thuộc lầu lầu được đâu, qua thời gian thì mới thuộc được. Rồi, tiếp theo ta có bộ thổ, nói về đất đọc là gì? Thủ. Nó cũng đọc thủ.
Đúng rồi. Ta sẽ có là ngang ngắn sổ, xong cuối cùng là ngang dài. Thủ là thổ, là đất. Thổ. Rồi tiếp theo bây giờ bộ thổ, giống bộ thổ nhưng lại không phải là bộ thổ. Đó là ngang trên thì dài sổ, ngang dưới ngắn hơn, đọc là sĩ, đọc là sử, đọc mạnh nữa sử. 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 Sử binh nhỉ, sĩ binh là tướng lĩnh, là binh lính, đúng rồi. Tiếp theo hoặc là nhân sĩ chẳng hạn, nó gọi sẽ gọi là gì? Dấn, dấn sử, đúng rồi, dấn sử. Tiếp theo ta bộ thảo đầu, nói về cây cỏ hoa lá, ngang này xong rồi phẩy phẩy, đọc là chảo nhá. C đi với A đọc thành chờ, ta đọc chảo. À, với bên chữ chảo này cũng là ba nét nhưng mà cái này dễ hơn. Thế là bộ tuy nó về đi chậm, đọc là xuây, ta cũng đọc xuây này nhưng không biết viết hay sao, không có. Thế là bộ tịch rồi. Bộ tuy nó khác bộ tịch là nét mác này, nó cắt dài ra phẩy này, ngang gập phẩy này và nét mác là lớp viết bộ tuy là xuây. Nhìn rõ không? Xoay. Anh cứ viết đi, viết khi nào tê tay thì thôi, thì nó mới thuần thục được. Xoay. Viết xong cái này là thành cái chữ Hán nào cũng viết được. Viết xong cái bảng bộ này thì nhìn thấy bất kỳ chữ Hán nào cũng chép vậy được. Đầu tiên là phải viết được đã, phải biết nhớ hay không, nhưng viết được không viết được thì nhớ kiểu gì. Nào, tiếp theo ta có bộ tịch về đêm tối nào, đọc là gì ạ? Si, à, lớp cùng đọc si, phẩy ngang gập phẩy chấm một cái. Si là bộ tịch đây. Phẩy ngang gập phẩy chấm một cái. Bộ tịch về đêm tối, si.
Tiếp theo là có từ đại là to lớn, đọc là tỏ. Ừ, giờ đọc thành tờ nhá, tỏ tỏ đúng rồi. Ngang phẩy rồi mới đến mang. Tỏ đại tỏ. Rồi, thế nào? Tiếp theo, ta sang bộ nữ, nói về người con gái, đọc có gì ạ? Nủy, uy nhá, nủy. Rồi, cái nủy này ta hết sức lưu ý này. Đó là khi viết này, cái dấu lớn hơn này này, gọi là phẩy gập chấm đấy. Xong rồi cái nét phẩy đấy nó phải cao hơn cái điểm nhọn này nhá, cao hơn điểm nhọn này. Sau đấy ta đưa một nét ngang dài, chúng ta là chữ nủy này. Đó, lấy viết chữ nủy đi. Nủy là nữ, nói về người con gái. Vậy thì nữ nhân nó gọi là gì? Nủy gì? Nủy rắn. Rồi, sao? Với chữ nủy nào? Rồi, tiếp theo. Ta có từ tử, nói về con trai. Vẫn là chữ lơ lúc nãy nhá. Chữ lơ thì kết hợp với chữ nhất là thành chữ tử đúng không? Lơ kết hợp với chữ nhất là thành chữ tử. Chữ liễu đấy, liễu là rồi đấy. Đấy. Ngang gập móc, sổ móc, không ngang dài. Lớp cùng đọc, chữ. Chữ. Là tử, nói về con trai. Chữ thiên tử tôi gọi là thiên. Chữ. Thiên là thiên, là trời. Thiên chữ. Là phải viết chữ chữ đây. Đây, cái viết chữ chữ đây. Rồi, tiếp theo ta có bộ miên, nó về mái nhà. Lớp cùng nghe thì mô tả này, nhìn lên đây. Chấm này, trong một góc là chấm một cái, xong rồi ngang móc. Nó giống như bộ mật lúc nãy, nhưng mà thêm dấu chấm ở trên bộ mật thì thành bộ miên, nó về mái nhà. Ta cùng đọc, mén. Mén. Rồi, lớp cứ chữ mén. Đó, tiếp theo. Và đi học chữ mà, học càng nhiều chữ càng lãi hay sao? Thuộc được. Qua thời gian rồi nó mới thuộc được. Đó, thế không mỏi tay, không không gọi là hạ quyết tâm, hạ công phu thì là nếu ra mà thành công. Đâu Đó, hay là lấy chun bắn vào tay, đúng không? Kéo vào tay này. bao Rồi, ta viết tiếp nào, bộ thực nó về món ăn nào. Phẩy này, ngang gập móc này và sổ móc.
đây là bộ thực đọc là gì ạ? Sứ, là lấy cái chữ sứ cho này. Ừ. 300 chữ chữ bình thường. Bây giờ nó học khoảng 45 chữ. Chứ. Chúng ta học lên để sau cho tra bộ cho nhanh. Với cả nó là cái nền tảng để chúng ta viết từ ít đến nhiều. Viết từ ít đến nhiều thì sau này chúng ta mới ghép các chữ và viết được các chữ nhiều nét. Chứ bây giờ bảo chúng ta viết mỗi chữ ủa không, viết cả ngày không viết được chữ ủa. Chữ của khó lắm. Thật, mỗi chữ ủa là tôi viết cả ngày không viết được chữ ủa luôn. Đúng. Nên là muốn viết được chữ ủa phải đi qua các bước này. Các bước này nhớ hay quên không quan trọng, miễn cứ làm đúng như thầy bảo, viết một từ một dòng. Và nhớ vừa viết vừa đọc và cố gắng nhớ. Thế là nó sẽ nhớ. Chẳng có cái gì dễ dàng trong cuộc đời này cả. Dễ thì người ta học hết rồi, chả đến lượt mình. Khác nhau một sự chăm chỉ quyết tâm thôi. Dễ lấy chun bắn vào tay là dễ nhất đúng không? Rồi, bộ thực này được viết ra chữ chữ sứ này. Chữ sứ này nhá. Ở lớp viết lại viết tiếp chữ sứ cho thầy. Đây, bộ này nó có 9 nét đây. Chúng ta viết thử bộ 9 nét không viết được không? Phẩy, mác, chấm, ngang, gập, ngang, ngang, sổ móc, phẩy và nét chấm. Viết đi. Đúng rồi, không biết có chữ mẫu thôi có chả dễ à? Bây giờ tự nhiên viết đầu vở kia chúng ta phải căn rất chuẩn đấy. Viết đúng các nét nhá, đúng thứ tự các nét. Rồi em viết bộ thực đi, chữ thực đi. Đây trẻ con nó còn viết được cái này. Viết đúng thứ tự vào. Đấy. Đúng rồi, dễ mà. Lại khởi đầu cho biết luôn chữ sứ này liệu rằng chúng ta có viết được không? Đầu giờ ấy. Sai sai sao nhỉ? Sao nhỉ? Đây đây thả lớn thế nào đấy? Đây xong rồi không? Đây, đang gặp này. Đây. Đi ra đây. Sư. Bảo rồi, thế mới cần phải đi học. Ở nhà mà tự học được thì dễ quá. Học cái gì cũng thế. Cái cơ bản đầu tiên là chúng ta phải đi học. Chúng ta đừng bảo là tự học ở nhà thành tài được. Tự học ở nhà đọc học sai thôi. Không sai cái này sai cái kia không ai sửa cho cả. Là chết. Cái ác ổn đấy, được rồi, thế được rồi. Mái nhà. Không phải mái nhà, Sứ. đây là bộ thực nó về thức ăn. Thì thức ăn ở trong nhà nấu ăn. Sứ. Không chưa con. Rồi, tiếp theo. Rồi, ta bỏ qua cho đấy đi, về nhà viết tiếp. Thôi bỏ qua. Ta có bộ thốn nó về gang tấc đọc là gì? Chuẩn. Ừ. C được thành chữ chờ âm vân nhá. Chuẩn. Ngang, sổ móc không rồi mới chấm. Ngang sổ móc không mới chấm chuẩn. Thốn chẳng hạn gọi là ý chuẩn. Một thốn là bằng 3 cm. Đấy, tự nhiên đang viết chữ sứ ra chữ chuẩn thì dễ hẳn. Nhà này mặc bỏ Nước nước thả thoát chuẩn. Nhà ống nhà hộp thì chảy như nào được nước nó chảy thự thôi nó chạy vòng tròn nó không nghe tiếng không chạy ra ngoài bây giờ người ta cột nó vẫn có nó ào nó ào 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 vẫn tiếng động vẫn có chuẩn. Tiếp theo ta có bộ bối nói về bảo bối đọc là gì? Phẩy. Ừ, B là thành phờ nha. Phẩy. Đúng rồi. Sổ ngang gập phẩy và chấm.
Đây. Rồi, tiếp theo. Rồi. Giữa trước hai bên sau. Ta sẽ viết là sổ móc trước xong chấm bên trái, chấm bên phải sau. Ta có từ tiểu là nhỏ đọc là xẻo. Ta nói xẻo. 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 Cái viết chữ xẻo như sau. Đây. Sổ móc chấm chấm. Tiểu. Tiểu nhân là gì? Xẻo. Xẻo rấn, đúng rồi. Tiếp theo bộ uông nói về gầy yếu đọc là yếu, nó cùng đọc yếu Yếu. yếu, Yếu. ngang phẩy sổ uốn móc yếu. Uông này có cách viết không nhỉ? Như không có, không có là tự viết ngang phẩy sổ uốn móc. Yếu. Ngang chứ con, không biết ngược đấy. Phải. Sổ uốn móc. Ngang phẩy uốn móc xong viết đúng theo các bước nhé, còn có viết ngược thì sao không học được đâu, thấy chưa. À. Tiếp theo ta có bộ thi nó về thi thể nào, đọc là gì? Sư, đọc ngang nào, sư sư. À, cái viết như sau. À, ngang gập này, ngang này xong rồi mới phẩy, ngang gập ngang xong rồi mới phẩy sư. Không có cái gì cả, chưa học qua chữ gì. Ngang có đưa từ trái sang phải, không lúc đưa phải sang trái. Nào, trái không phải là thế nào? Con toàn viết ngược, thầy nhìn thấy con toàn viết ngược. Đây. Phải thế này, phải đi, phải thế này. Đây nhá, đưa thế này này. Không cần là bỏ cái tay ra. Đưa thế này. Ngồi như thế này, được chưa? Làm đúng như thế. Không nhấc bút em. Ngang gập, đúng rồi. Đúng rồi. Sách ra luôn. Không không nhấc bút rồi. Đang. Có như ghi ở trong sách ra đấy. Đúng Có rồi. luôn. Đẹp. Nên gửi lại nha. Đẹp. Rồi. Thôi được rồi, đây rồi. Đây có bộ triệt đấy về mầm non. À, sổ ngang này, xong rồi sổ cuối cùng đưa nét sổ thẳng được. Sổ ngang nhá, sổ cuối cùng đưa nét sổ thẳng đọc là chửa. Đọc mạnh như này, chửa. Chưa. Chửa. Chưa.
Sổ ngang, sổ thẳng hoặc sổ thẳng xuống. Sổ Điểm thẳng ngang dạng, trước đấy. sổ ngang trước. Sổ ngang trước. Đây có tập viết không nhỉ? Nhưng không có, chữ sơn có. Một triệt. Rồi, tiếp theo tôi viết sang từ sơn, nói về núi đâu có gì. San đọc ngang là san. San. Đúng rồi, tôi viết chữ sơn là sổ này, sổ ngang và sổ thẳng xuống. Vậy thì đại sơn nó gọi là gì? Tả san, đúng rồi. Tả san, vừa học chữ ta lúc nãy xong, đúng không? Đại sơn là núi lớn. Tiếp theo xuyên. Xuyên là sông, nói về dòng sông, đọc cái này là gì nhỉ? Choan, đúng rồi, CH đọc giống TR đọc ngang này, choan. Choan Khoan. phẩy sổ và sổ dài. Choan lên này. Theo công, nói về công việc, ngang ngắn sổ và ngang dài đọc là cung, đọc cung, cung à, lấy viết chữ cung, cái cách viết chữ cung đây, em nhìn lại một chút, ngang ngắn sổ và ngang dài thì công nhân gọi là gì? Cung rấn, không phải rèn nhé, à, cung rấn. Rồi, tôi là công nhân là thế nào? Của sư cung rấn, à, tôi biết chữ cung như thế này. Tiếp theo, ta có từ kỷ, nghĩa là bản thân, đọc là
chỉ chỉ à, đây cái viết chỉ như sau là ngang gập ngang và sổ uốn móc chỉ. Rồi bôi ra quần nhanh, bôi ra quần không viết lại đi. ấy thầy dạy trò thế đấy. Bôi ra quần đằng nào về quần áo thì là giặt, cũng mặc cả ngày được đâu mà. Với bài là chính. Chạy ra chạy vào thầy dạy những chữ khác thì không hiểu gì. Đấy hỏi bác công nhận là quần áo ai mặc cả ngày được, tay ai nắm cả ngày được đâu. Giặt đi, về giặt đi, bôi cho nó bẩn, Nó từ ra ngoài hay là sao? Ra ngoài không? bôi luôn được quần ấy. Về tí chẳng đang nào chẳng giặt đúng không, nghe thầy nói có đúng không, Thì ai mặc quần áo cả ngày bao giờ nó hôi, đang nào chẳng hôm thứ năm rồi. giặt thứ năm rồi á. Ôi trời, ngày nào cũng phải thay quần áo giặt đi, thậm chí hết buổi sáng là thay, trưa bóng cũng khác. Quần áo giờ nó rẻ nhiều, bột giặt nó cũng rẻ, mặc cho nó đẹp sạch sẽ thơm tho, xịt tí nước hoa vào nữa. Tỉ thấy chưa, lớp 3, lớp 3 chứ, lớp 3 có ý thức làm đẹp nhỏ chứ đi, cứ lớp 3 là xì xòa đâu nhá, cứ lên con cứ ngày nào cũng thay quần áo sạch sẽ, tắm rửa sạch đi học được thì là về là bữa trưa cũng tắm tắm sạch, chiều đi học có thơm à. Thế chưa, tối về tắm đi. Mấy ngày chưa tắm Ôi, tiếp tục. không sao cả, kinh gì, bôi nó Thầy cứ kín, nghe thầy nhá, đừng nghe thầy. bôi cho nó kín Bởi kín vì đừng, đừng bôi nó xấu. Thế tí đằng kia nó bôi vào cửa chứ bôi vào đâu, bôi được vào đâu bây giờ, nhà vệ sinh thì tí tí tầng một nhà bên kia đi, bao giờ cho đến nơi, đi đến nơi khả năng lên cái lại chảy nước mũi tiếp. Lên đến nơi nước mũi lại chảy tiếp lần nữa. đi Có giấy ăn thì tốt, giấy ăn thì làm nào được, bác còn chả có giấy ăn này. này là bác Thế ngồi cạnh bác thì đã bị bệnh quá thì chả hơn ngồi cạnh này toán tao bác thì mà choáng à, bác lại con lớn rồi nhỉ, không phải con nhỏ. Tiếp theo ta viết sang mũ cân nào, sổ này ngang gập móc và sổ thẳng hướng, đâu có gì nhỉ, đâu có gì, chin đúng rồi, lớp đó thì khác, chin chị là bộ cân, nó về cái khăn nhá, cái khăn quàng cổ ấy. Trông giống cái khăn quàng cổ đấy, chin như khăn lông chẳng hạn, nó gọi là máo chin. Được, em chạy đến lúc em thì không hiểu, kiểu gì nếu mà dạy được thế thầy đã dạy thế cho nhanh, kiếm tiền nó dễ, cứ làm độ tuần hết khóa, tuần hết khóa không học được thế, học sao được thế, như thầy nói lúc cái là hết quyển sách ngay cho chúng ta nhớ, nhớ sao được, nhớ nó phải hiểu từ bản chất, chứ không hiểu bản chất thì đúng không, không viết được thì không đọc được biển hiệu, không đọc được mọi thứ. làm được điều cả Mà thường ấy chúng ta cứ nghĩ rằng nghe nói nó dễ, nhưng trong thực tế nghe nói là cái khó nhất trong các mọi kỹ năng giao tiếp, bởi vì tại sao người Trung Quốc họ phát âm không chuẩn, nên thường để người này hiểu được người kia là phải qua văn bản, nên chúng ta thấy trong cuộc sống này nói chuyện với nhau bằng văn bản, thì ai nói chuyện nhau bằng lời nói, ví dụ mày nợ tao 1 tỷ thì viết giấy, chứ ai nói tao nợ mày 1 tỷ chúng ta kiện nhau mà, chứ tao nói mày nợ mày 1 tỷ à, nó không đúng đúng không, nên là bao giờ phải ngôn ngữ viết nó là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các giao tiếp cho con người, nên là khi chúng ta học được viết rồi ta có thể nói nó bập bạ bập bõm, nhưng mà văn bản mình rất chuẩn mình mới làm được việc, muốn làm việc kiếm tiền thì phải biết chữ, chứ còn nếu chúng ta nói sao sao bất tuyệt ấy, thì chúng ta có thể tự học, và những cái đấy thì không bao giờ ai thuê mình làm việc cả. 3 tháng đều có học. Ba tháng học đủ giao tiếp để có thể sang Trung Quốc nói chuyện, đi giao dịch bình thường, bao nhiêu tiền như thế nào. Tôi xảo mà tôi xẻo đấy, có mỗi câu đấy em nói chắc phải hơn 100 lần rồi vẫn còn nói sai đúng không, vì không học qua phát âm, em không học qua phát âm nên em nghe không được rõ, học khi học qua phát âm rồi là mình nghe phát chuẩn ngay, nó phải có cách của nó chứ. Rồi tiếp theo
Nó mà dễ thế thì thầy dạy luôn. Thầy dạy bây giờ đọc là can là khô cạn, viết mỗi chữ này đừng viết chữ này mất thời gian đúng không? Thế một lúc là hết cái bảng này rồi giải quyết cái gì? Chúng ta sẽ không biết cái gì cả. Nên phải học chữ là như vậy nhá. Thuyết phục chúng ta học chữ. Rồi, tiếp theo hai nét ngang không giữa đưa nét sổ, đọc là can nghĩa là khô cạn, lúc cùng đọc can. Can. Rồi, tôi viết chữ can. Ví dụ sẩy can này hạn, tức là nước cạn và nước khô này. Mới biết đi con. Đúng không? Mới học từ từ. Rồi, tiếp theo ta có bộ yêu không cần nhớ nhá. Thầy bảo rồi không cần ôn, không cần nhớ. Cứ làm đủ như thầy, nếu mà viết chưa đủ một dòng thì về viết đủ cho đủ một dòng là được. Ở trên lớp viết đủ một dòng rồi thì thôi. Về lại Rồi không cần viết lại, về nhà chơi. Rồi, thật. Rồi, thầy nhắn cái gì lên trên nhóm làm đúng thế, thì thầy bảo là hôm nay đọc lại các từ đã học ghi âm lại cho thầy thì làm đúng như thế là được. Rồi, thầy bảo viết một dòng, viết đúng một dòng nhá, đừng có viết thành hai dòng hay ba dòng hoặc 10 dòng nhá. Cái việc viết một dòng hay 10 dòng nó đều giống nhau, một chỗ là nó đều không thể nhớ được. Chỉ cần viết một dòng để người ta có thể nhận diện những cái chữ đấy là được không? Gửi lên trên nhóm Zalo để em về, con về hỏi bố cách làm nhé. Tiếp theo ta có bộ yêu, nó về nhỏ bé đọc là yao, ở lớp đọc to này yao. Rồi, phẩy gập chấm bộ yêu đây có đây, đọc là yao. À, lớp viết bộ này là chả cớ gì người Trung Quốc họ sinh ra bộ, nó học giống như Trung Quốc ấy, nó học thế. Tiếp theo bộ quảng nói về rộng lớn, ta có chấm này ngang và phẩy, rồi cùng đọc quảng. Quảng đúng không? Quảng Châu. Viết 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 Quảng Châu. Châu là châu lục, châu lục rộng lớn. Viết đi con. Không rồi. Ôi, Quảng Đại nó gọi là gì? Quảng Tạ. Đúng rồi, Quảng Tạ. Tính cách quảng đại chẳng hạn, xin cửa quảng tỏ. Xin Xin cửa là tính cách. Chúng ta sẽ kết hợp, sẽ có những cái là chúng ta chỉ cần học bằng phiên âm thôi. Nhưng có những cái cơ bản đấy là phải học cả chữ Hán. Quảng Châu, đúng rồi, tôi đi Quảng Châu là thế nào? Của Trủy Quảng Châu. Đọc là chờ Âu Châu, đọc như con trâu ấy. Quảng Trung. Rồi, tiếp theo. Viết chưa con? Tiếp theo là có bộ dẫn nói về bước dài, đọc là
ỉn. Tôi viết giống số 3 nhé, ngang gập cuốn móc này, không có nét mác cắt qua đây. Lớp cùng đọc ỉn Điện. ỉn. Điện. Vâng. Dẫn. Ngang gập phẩy, ngang phẩy hồi mát. Nói chung là em dùng số 3 là nó sẽ đúng. Tiếp theo bộ củng nó về chắp tay, ta có ngang phẩy sổ, lớp cùng đọc củng Cổ củng củng. Đây có cách viết không? Không có, ta tự viết ra ngoài, ta tự viết ra ngoài cho thầy nhé. Ok, là nội dung chúng ta tạm thời đến đây là nghỉ, không nhiều quá. À, đang nghỉ tại đây ạ. Nhưng mà chạy chuyện. Chào thầy là gì? Lão sư, chạy chuyện. Lão sư là thầy giáo, chạy chuyện là tạm tạm biệt. Thì về nhà nhá, thì thầy dặn lúc nãy là từ nào chưa viết đủ một dòng thì ta viết nốt nhá. Còn cái phần vào bài thầy gửi chuẩn bị riêng ấy, nhất là bạn mới ấy, thì là thầy gửi thì em cứ viết tiếp bình thường nhá. Viết đầy đủ thì thầy còn hướng dẫn. Không cần phải ôn lại gì hết nhá, làm đúng đủ bài tập như thầy hướng dẫn làm sẽ học được. Chúng ta không phải lo là quên chữ, người ta ngồi ta ôn cái mới thì lại không học được. À, ta nghỉ ở đây các bạn online nhá. Các bạn đã phát rồi. Ta nghỉ ở đây nhá, Thư với Quỳnh nhá. Đúng nhá. Chào thử thầy thế nào? Nó sự chiến trên Tay trên. chiến chiến À, hôm sau sẽ gọi các bạn online nói nhiều hơn. Hôm nay chưa luyện nói mấy, thực tiết là chính. vâng. Nay toàn ngồi yên, anh nghỉ đây. Hai chiên À, đây, đây. À.